Dùng tay không, cầm tua vít cắm vào ổ điện nhưng không bị điện giật. Ngậm trực tiếp dây điện mà không bị hề hấn gì. Thậm chí dùng tay không nối dây điện, thắp sáng bóng đèn mà không cần ngắt cầu dao. Khả năng đặc biệt này đã khiến anh Đinh Công Tuân trở thành dị nhân nổi tiếng khắp tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị, tại một vùng núi non hiểm trở thuộc xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, khi hỏi anh Đinh Công Tuân thì ai ai cũng biết, bởi vì anh Tuân có những khả năng đặc biệt mà hiếm ai có được, nhất là việc miễn nhiễm với điện. Đây là một hiện tượng rất hy hữu mà chưa có lời giải thích đối với bản làng nơi đây. Bao nhiêu năm nay, dân bản dần dần quen với sự có mặt và những hành động kỳ lạ đối với người đàn ông dân tộc Mường này. Trong căn nhà nhỏ bên sườn núi này, dù diện tích chỉ tầm hơn 10 m2, nhưng đầu đầu cũng thấy đồ điện tử. Từ dây điện, ốc vít, tivi cho đến các linh kiện sửa chữa. Đây chính là nơi sinh sống biệt lập của anh Đinh Công Tuân, sinh năm 1980, ở thôn Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Nhìn người thợ sửa chữa xe máy và sửa điện này, trông có vẻ rất bình thường. Thế nhưng đây lại là một dị nhân với khả năng đặc biệt, nổi tiếng khắp vùng. Bằng tay không, anh Tuân có thể tiếp xúc thẳng với dòng điện như thế này. Dòng điện 220V cũng không có tác dụng khi chạy qua cơ thể anh. Thậm chí với một đầu dây cắm thẳng ổ điện, một đầu được ngậm vào trong miệng của anh Tuân như thế này, cơ thể anh Tuân vẫn không bị làm sao. Không những vậy, cơ thể anh Tuân còn có thể tải dòng điện, thậm chí còn có thể làm sáng cả bút điện đến mức như thế này. Cũng chính vì khả năng có 1 không 2 này, anh Tuân đã trở thành dị nhân miễn nhiễm với điện trong mắt mọi người xung quanh. Là người dân tộc Mường, không đi học, không biết chữ, nhưng anh Tuân lại có thể tự học để sửa chữa xe máy và sửa chữa điện. Với khả năng miễn nhiễm với dòng điện, anh Tuân đã phát hiện ra khả năng này của mình vào năm anh 29 tuổi, sau khi vào rừng sống biệt lập hơn 2 tháng và trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Đến bản thân anh Tuân cũng không hiểu vì sao mình lại có khả năng đặc biệt như vậy. Mọi việc chỉ được phát hiện khi anh giúp đỡ nhà hàng xóm sửa điện. Vô tình lúc sửa cầu dao chưa được ngắt, anh Tuân tay không nối lại nguồn điện thì bóng đèn bỗng sáng, còn bản thân anh không bị giật điện. Mình chỉ biết bị sửa điện, không nghĩa là chưa dập cầu dao mình nối xong thấy có điện luôn, kiểu đó thôi. Xong rồi phát hiện ra mình việc không điện mới, có nghĩa là nối xong thấy cháy luôn mà, kiểu đó đây. Mình cứ tưởng là ngắt rồi, xong nối xong thấy cháy điện luôn này, kiểu đó đây. Mình chưa ngắt cầu dao đó, kiểu đó đây. Nối điện xong cháy điện luôn đây. Không nghĩa là lấy cái dây này nối về xem nào, xong bóng điện cháy luôn cái đấy luôn nha, không dập cái dao chống nó đâu. Từ khi khả năng miễn nhiễm với điện được phát hiện, anh Tuân khi đi sửa chữa đồ điện quanh vùng đều sửa bằng tay không. Ngoài trừ những lúc sửa điện ở các vị trí cao phải leo trèo thì anh cần thêm thiết bị bảo hộ để chống rơi ngã. Để chứng thực việc sửa chữa đồ điện không cần ngắt cầu dao, anh Tuân đã tháo ngay đường dây điện nối với một bóng đèn ở nhà mình. Ngay lập tức bóng đèn không còn sáng nữa. Tuy nhiên chỉ vài thao tác nối lại bằng tay không của anh Tuân, bóng lại được thắp sáng như thế này. Nhưng kỳ lạ là nếu ai đó động vào cơ thể của anh Tuân lúc anh đang tiếp xúc với dòng điện như vậy thì cả hai sẽ đều bị điện giật. Thực tế tình huống này đã từng xảy ra.
có nghĩa là giật cả hai luôn, giật cả hai người luôn lúc đó đấy. Có nghĩa là tôi cắm cái đợt như là cái con này, xong có một người dưới đất, xong còn một tay giật luôn, giật cả hai luôn đấy. Nhưng mà nó không chết thì mà giật mình thôi. Chỉ có giật mình thôi, không chết. Ngoài khả năng miễn nhiễm với điện, cách đây hơn 14 năm, anh Tuân còn có khả năng ăn cả bóng điện. Khả năng kỳ lạ ấy lại càng làm cho anh Tuân nổi tiếng khắp vùng. Lúc đó anh Tuân còn ăn bóng đèn thay bữa trưa và bữa tối. Nhà nghèo, thấy việc ăn bóng điện tốn kém quá, nên bố mẹ tìm mọi cách để bắt anh Tuân ăn uống trở lại như người bình thường, nhưng không cản được. Cho đến thời điểm hiện tại, loại bóng đèn mà anh Tuân thích ăn đã không còn được sản xuất. Chính vì vậy mà rất ít người còn được chứng kiến khả năng này của anh. Bây giờ không muốn ăn, từ tin đến mình ăn không sợ cái đấy. Nghĩa là cái đấy, mình ăn lúc mình ăn bóng điện đấy. Nghĩa là mình không sợ đứt ruột, đứt gì, đứt gì. Mình có ăn, mình chuẩn bị ăn cơm đấy, nốt vào đấy, và uống nước, nốt được cái nhà, uống thuốc đấy, cái đấy. Có nghĩa là không ảnh hưởng gì, vẫn bình thường như đấy đấy. Chứng kiến những khả năng kỳ lạ của anh Tuân khi thử dòng điện chạy qua người, đến câu chuyện ăn cả bóng điện, anh Tiến, họ hàng của anh Tuân, cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Sợ chứ, còn gì không sợ, quá sợ ấy, sợ thật ấy, sợ đứng là đứng cứng luôn đấy. Ôi làm gì không sợ, nói chung là tôi đã thấy dây điện rơi xuống đất rồi đấy, sợ rồi, còn đã cầm thế mà cho vào mồm lúc nãy rồi cũng nhìn thấy đấy. Cũng nhất sợ mà. Làm gì không sợ. Sức khỏe nó ngày trước nó cũng ốm yếu, xong cùng bây giờ nó dùng điện thế là, xong cuối cùng đến bây giờ nó dùng điện thế là không chọc không chịu chủng gì. Ngày trước nó cũng nhai bóng điện thật. Nhai bóng điện không nôn, không bỏ hết nào, nó nuốt luôn đấy. Anh Quyền là người sống cùng làng với anh Tuân và cũng từng trực tiếp chứng kiến những khả năng kỳ lạ mà anh Tuân có được. Theo anh Quyền, mọi việc xảy ra từ mùa đông năm 2009. Trước đó anh Tuân khá ngỗ ngược, hay gây sự với làng xóm, mọi người đều e ngại. Nhưng sau một trận ốm, anh Tuân thay đổi rất nhiều. Anh có thói quen ngủ trên mái nhà, sau lại bỏ vào rừng mãi không thấy về. Hơn 2 tháng sau, anh Tuân bất ngờ từ rừng trở về nhà. Việc anh Tuân có thể tồn tại trong rừng với điều kiện mùa đông khắc nghiệt đã gây bất ngờ cho nhiều người. Song cũng bắt đầu từ thời điểm đó, những khả năng kỳ lạ của anh Tuân xuất hiện, còn khiến nhiều người khó lý giải hơn. Ngày trước thì cũng cùng làng mà, đi làm cột nhà, đi rừng, đi núi suốt. Rồi một thời gian sau nó bị ốm. Ốm rồi nó leo lên ngủ trên nhà, rồi nó lại đi rừng, đi mất, chả thấy đâu, tìm không thấy. Được khoảng 20 hôm, hơn 20 hôm, với 20 hôm ấy. Không nhớ rõ, hơn 20 hôm rồi. Thế hết cả làng đi tìm lâu rồi, đi tìm quanh xung quanh, đi ra được xuống rác rồi không ấy thấy, mà xuống đung lên trên núi thấy nó ở trong hang đá, thấy người vẫn còn chạy trốn. Xong rồi về được một thời gian nữa là sửa làm cái nhà rồi đầu nó sửa điện thoại, rồi giờ nó sang sửa xe máy. Kiểu nó học thì nó cũng có, không có học đâu, chỉ có đi qua nhìn thấy người ta làm rồi nó về nó làm nữa. Giờ xe máy làm được hết rồi. Sau khi từ rừng trở về, anh Đinh Công Tuân không còn ngỗ ngược, gây sự hay phá phách xóm làng như trước. Thay vào đó anh sống khá khép kín. Năm nay đã 43 tuổi, song anh Tuân vẫn chưa lập gia đình và sống một mình, dù bố mẹ chỉ sinh được một mình anh. Với khả năng đặc biệt và với cửa hàng sửa chữa xe máy và đồ điện, anh Tuân vẫn đang nỗ lực, cần mẫn lao động hàng ngày để thay đổi chính cuộc đời của mình. Mong muốn lớn nhất của anh là kiếm được nhiều tiền để có thể cưới vợ, sinh con, sống cuộc đời bình thường như bao con người khác.